Ngày 12 tháng 10 năm 2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang, tên thường gọi là Giang Linh, 43 tuổi, để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm trong vụ dùng súng bắn làm một người chết. Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau gây thương tích trước đó, ngày 10 tháng 10, Giang Linh hẹn Huỳnh Hải Tuấn, còn gọi là bé 30 tuổi, gặp để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Giang Linh và Nguyễn Trường Giang, còn gọi là Giang Đuôi, 29 tuổi, cùng với Nguyễn Thành Nhân, Dương Đình Duy, Nguyễn Quốc Hưng, Lưu Gia Hưng, đều 23 tuổi, cùng ở tỉnh Trà Vinh, và một số người khác đi trên xe ô tô, xe máy có mang theo súng tự chế, cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm đi đến đường D5, đoạn thuộc khóm 3, phường 5, thành phố Trà Vinh, tìm nhóm của Huỳnh Hải Tuấn. Đến trưa 10 tháng 10, khi nhìn thấy nhóm của Giang Linh, Huỳnh Hải Tuấn cùng Phạm Văn Tú, 25 tuổi, Dương Hoàng Khanh, 30 tuổi, Mai Tấn Việt, 33 tuổi, Quách Tấn Hải, 26 tuổi, Quách Mạnh Tài, 34 tuổi và Kiên Ngọc Tuấn, 33 tuổi, mang theo hung khí tự chế nguy hiểm đi ra đường. Lúc này, nhóm của Giang Linh sử dụng súng tự chế tấn công nhóm của Huỳnh Hải Tuấn. Trong lúc ẩu đả, nhóm của Giang Linh dùng súng tự chế bắn trúng vào Huỳnh Hải Tuấn và Kiên Ngọc Tuấn. Sau khi gây án, nhóm của Giang Linh lên xe ô tô và xe máy bỏ trốn. Huỳnh Hải Tuấn bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng Kiên Ngọc Tuấn bị thương nhẹ. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an đã thu giữ 5 súng tự chế, 3 khẩu súng dài, 2 khẩu súng rulo cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm. Quá trình truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang, tức Giang Đuôi, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Quốc Hưng, Lưu Gia Hưng để điều tra xác minh làm rõ về hành vi giết người.